vấn đề là đồng thành, đồng thiết tha, đồng đức tin tuyệt đối vào Tam Bảo. Sở dĩ mà chúng ta phải đọc những câu thần chú vừa rồi là để cho tất cả mở ra tâm thức của mình, đón nghe một âm thanh khác. Cái âm thanh đó không phải âm thanh của loài người, mà âm thanh đó xuất phát từ chư Đại Bồ Tát, từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát trong trạng thái nhập định. Trong trạng thái nhập định đấy thì đã đi vào một thế giới mà nó đã vượt ra ngoài cái âm thanh và sự im lặng. Thường thường chúng ta âm thanh có nghĩa là đối lại, nghịch lại sự im lặng. Nhưng mà cái âm thanh đây là không phải là âm thanh bình thường của con người, mà âm thanh đó có thể nói là suối nguồn, nguồn gốc của tất cả những âm thanh và tất cả sự im lặng. Mà trong mỗi âm thanh ấy đều kết tinh lại tất cả những năng lực quyền bí nhất của ý thức và vô thức con người. Chẳng những của ý thức và vô thức của con người, mà của cả toàn thể pháp giới, toàn thể vũ trụ. Chúng ta chỉ có thể hiểu được cái sức mạnh linh diệu vượt ra ngoài cái giới hạn bình thường của con người, sức mạnh linh diệu của thần chú, là khi nào chúng ta đã bỏ hết tất cả tinh thần và thể xác, bỏ hết tất cả cuộc đời chúng ta vào trong một đường đi duy nhất, đó là con đường thể nhập Phật tri kiến, tức là phát đại nguyện, phát bồ đề tâm để đạt đến Phật trí, để đạt đến giác ngộ viên mãn. Thì khi chúng ta phải đi qua 6 lộ trình thông thường mà tất cả quý bác ở đây đều quen biết, là chúng ta phải đi qua lục độ, tức là đi từ bố thí, ba la mật, địa giới, nhẫn nhục tinh tiến, rồi thiền, ba la mật, rồi đến trí huệ, bát nhã ba la mật. Thì 5 cái lộ trình đầu đó là phương tiện thiện xảo, tức là lòng từ bi. Khi nói đến phương tiện thiện xảo thì có nghĩa là lòng từ bi, tức là từ bố thí ba la mật đến trì giới, nhẫn nhục tinh tiến và thiền định ba la mật, đó là gọi góp lại 5 chặng đường đó của Đại Bồ Tát thể hiện Bồ Tát hành. Gọi gọn lại thì đó là lòng đại bi. Lòng đại bi được thể hiện trong 5 ba la mật đầu, mà lòng đại bi ấy nói một cách khác cũng là phương tiện thiện xảo. Còn ba la mật thứ 6 trí huệ ba la mật thì đó chính là không tánh trí huệ, tức là không tánh, không tánh tức là trí huệ, trí huệ ba la mật. Và phải có đến trí huệ phải trải qua lòng đại bi, tức là phải có phương tiện thiện xảo là lòng đại bi thì mới có thể mà thể hiện được không tánh, chứng nhập được không tánh. Mà chứng nhập được không tánh hay là tánh không thì mới là chứng nhập được đại trí huệ hay trí huệ bát nhã, bát nhã ba la mật. Nhưng mà 2 cái 5 chặng đường đầu và chặng đường cuối phải phối hợp với nhau trở thành là duy nhất, không phải duy nhất mà thôi, là bất nhị không khác nhau. Bố thí cho đến thiền định thì không có lòng đại bi, không có lòng đại từ bi, cũng là không có phương tiện biện xảo thì không thể nào đến được trí huệ ba la mật. Mà trí huệ ba la mật ở đây không khác lòng đại bi, không khác phương tiện biện xảo. Phương tiện biện xảo đưa đến đại bi, đại bi là 5 cái giai đoạn đầu, đến giai đoạn thứ 6 là trí huệ. Nhưng mà trí huệ ở đây chính là đại bi, đại bi chính là đại trí huệ. Thành ra có sự là bất nhị không hai giữa 5